phạm tươi sống mà người ta chuẩn bị, người ta hải sản để trước trước bữa ăn đó, thì những cái loại gọi này thuộc loại là khá là thông dụng, thì bọn mình có thể đánh kèm theo thì nó sẽ rất là dễ dàng. Với lại cái sản phẩm này khá là phù hợp, với lại mình cũng có đi chào hàng một số để làm khuyến mãi á, thì các bạn cũng có thể tham khảo để giới thiệu để cho khách hàng.